Chào các bạn. Mỹ thuật lớp 4, giáo viên thực hiện, cô Huỳnh Thị Kim Cương. Với phần giới bài ngày hôm nay, cô mời các bạn cùng chơi cái trò chơi nhỏ. Các bạn trả lời câu hỏi để đón hình lên. Thứ nhất, hàng ngày em đi học lúc mấy giờ? Cô trả lời 6 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng. Chính xác. Một phần hình nền đã được nhận ra ha. Số 2. Người mẹ thứ hai ở trường của em là ai? Câu trả lời: cô giáo. Số 3. Giờ ra chơi, em tham gia những trò chơi gì? Câu trả lời: em chơi nhảy dây, đá cầu, đá bóng. Câu số 4. Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày nào? Ngày 20 tháng 11. Vâng, cổng trường tiểu học Trang Thắng Công của chúng ta. Vậy là chúng ta nhớ lại trường của mình đúng không nè? Ngày hôm nay, đó cũng đề tài của bài của chúng ta. Bài 25, vẽ tranh. Các bạn sẽ vẽ đề tài trường em. Đầu tiên, cô mời các bạn cùng tìm chọn nội dung đề tài. Bạn quan sát 6 bức tranh trên, trả lời câu hỏi tranh nào vẽ đề tài trường em. Câu trả lời: tranh số 2, số 4, số 5 và số 6. Cô mời các bạn từng bước quan sát kỹ các bức tranh trên. Bức tranh thứ nhất, tranh vẽ nội dung các bạn đang tưới và chăm sóc cây xanh. Trong tranh có các bạn, máy trường, cây xanh, dụng cụ để chăm sóc cây. Hình ảnh chính là các bạn, hình ảnh phụ là cảnh vật xung quanh. Tranh vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt. Bức tranh thứ hai, tranh vẽ nội dung các bạn tặng hoa cho cô giáo. Trong tranh có các bạn, có cô giáo, cảnh vật xung quanh. Hình ảnh chính là người, hình ảnh phụ là cảnh vật xung quanh. Tranh vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt, nói rõ hình ảnh chính. Bức tranh thứ ba, tranh vẽ nội dung đi học. Trong tranh có các bạn, trường học, cây xanh. Hình ảnh chính là người, hình ảnh phụ là trường học, cây xanh. Tranh có đậm, có nhạt và là nổi bật hình ảnh chính trong tranh. Bức tranh thứ tư, tranh vẽ nội dung vui chơi. Trong tranh có các bạn, có trường học và có cây xanh. Hình ảnh chính là người, hình ảnh phụ là trường học và cây. Tranh vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt. Ngoài những nội dung tranh các bạn vừa xem, thì với đề tài này, có những nội dung gì khác nữa? Cô mời các bạn cùng lắng nghe và quan sát nhé. Một giờ kiểm tra bài. Tranh vẽ một buổi học trên lớp. Tranh vẽ một giờ ra chơi. Vẽ một buổi sinh hoạt tiết cờ. Hát múa cùng mừng ngày lễ lớn. Nhóm đi học nhóm. Phong cảnh trường học, cảnh quan trường. Hoặc là một buổi lao động vệ sinh ở sân trường. Như vậy, cách để vẽ một bức tranh đề tài chúng ta sẽ làm như thế nào? Mời các bạn quan sát. Với đề tài này, đề tài trường em thì mình vẽ sau đây. Bước 1, phát mảng hình, tìm bố cục. Bước 2, vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ. Bước 3, chỉnh hình, vẽ chi tiết. Bước 4, vẽ màu, có độ đậm, độ nhạt. Các bước cụ thể. Bước 1, vẽ mảng hình. Các bạn thấy, ngay lập tức cô xác định mảng chính ở giữa trang giấy, các mảng phụ thì ở xung quanh. Bước 2, vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ cụ thể. Chúng ta bắt đầu vẽ mảng chính. Có những hình dáng rất là cụ thể, chúng ta vẽ gì vào đây, mảng phụ vẽ gì. Bước thứ 3, chỉnh hình, xóa bỏ những nét không cần thiết, sau đó vẽ chi tiết, hoàn thành phần hình. Bước thứ 4, vẽ màu. Màu mảng chính, màu mảng phụ, màu nền.
Trước khi các bạn thực hành, cô mời các bạn tham khảo ở bức tranh mà các bạn mình đã vẽ. Bức tranh thứ nhất vẽ cô giáo và các bạn đang đi chơi ở cổng trường nè. Bức thứ hai là một buổi sinh hoạt dưới cờ. Các bạn nhỏ đang chơi đồng rắn hôm nay. Các bạn nhỏ ở trong lớp đang chơi nhảy dây và vệ sinh lớp học. Bây giờ thời gian cho các hoạt động thực hành. Cô mời các bạn vẽ một bức tranh với đề tài chuyện em mà các bạn thích. Vẽ và vỡ luyện tập mỹ thuật lớp 4 hoặc 2 hoặc giấy A4. Bạn nào có giấy A3 thì càng tốt. Các bạn thực hành thật tốt nha. Vẽ hoàn thành bài và nhớ nhờ ba mẹ thực hành và đỡ giúp cô. Giờ học đến nay là kết thúc rồi. Chúc các bạn có một buổi sinh hoạt thật vui, vẽ tranh thật đẹp. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Tạm biệt.